Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dòng sản phẩm Cao linh chi đông trùng hạ thảo đến từ Hàn Quốc. À thưa các bạn, trong các video trước thì Kiều Anh đã có chia sẻ rằng dòng sản phẩm Cao linh chi đông trùng hạ thảo là một trong những dòng sản phẩm giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định bên cạnh đó thì dòng sản phẩm này thì cũng mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời chỉ sau một thời gian dài sử dụng. À, chính vì vậy dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. À, đối với phụ nữ thì khi sử dụng dòng sản phẩm này cao linh chi đông trùng hạ thảo sẽ giúp cho họ có da rẻ đẹp hơn, đồng thời là hỗ trợ tăng cường sức khỏe cũng như là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chị em phụ nữ. Đối với những người có cơ thể gầy yếu thường xuyên suy nhược thì khi sử dụng dòng sản phẩm này nó sẽ giúp là tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đồng thời là bồi bổ cho cơ thể bằng các dưỡng chất cần thiết và giúp cho họ tăng cân một cách tốt hơn. Bên cạnh đó thì dòng sản phẩm này thì cũng được xem như là một trong những loại nguyên liệu để giúp là giải độc gan, bảo vệ chức năng gan, đồng thời là tăng cường chức năng gan hay đối với những người mà thường xuyên sử dụng rượu bia gan của họ bị ảnh hưởng bởi rượu bia, thuốc lá thì khi sử dụng dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo như thế này, nó sẽ giúp cho gan của bạn được khỏe mạnh hơn, đồng thời loại bỏ các chất độc hại ra khỏi gan. Đối với những người cao tuổi, khi sử dụng dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo này sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm về già, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Còn đối với nam giới khi sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo, nó sẽ giúp cho tăng cường hệ sinh lý, cải thiện hệ sinh lý nam giới, đồng thời là giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm này mang lại đối với người dùng đúng không ạ? Chính vì vậy thì dòng sản phẩm này đang được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc với Kiều Oanh rằng là với sản phẩm này thì nên dùng như thế nào và giá cả của nó hiện nay trên thị trường ra sao. Thì với dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo sẽ được đóng trong một lọ thủy tinh nhỏ như này và mỗi hộp như bên cạnh Kiều Oanh đây thì sẽ có 5 hộp cao linh chi đông trùng hạ thảo nhỏ như vậy. Và với mỗi một lọ như này thì chúng ta sẽ dùng được trong khoảng từ 1 cho đến là 2 tháng. Và với cách dùng thì vô cùng là đơn giản. Mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 1 đến 2 lần và mỗi lần chúng ta sẽ dùng một chiếc thìa nhỏ đã có ở trong hộp này, à dùng hai thìa cao linh chi đó pha với nước ấm và sau đó là chúng ta uống trước bữa ăn khoảng 10 phút. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần sử dụng hai lần như vậy thôi thì đã giúp tăng cường sức khỏe vô cùng tuyệt vời rồi. Và cao linh chi đông trùng hạ thảo thì chúng ta có thể sử dụng dài ngày mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, với trẻ em dưới 10 tuổi thì chúng ta được khuyến cáo là chưa nên sử dụng sản phẩm này. Và với dòng sản phẩm Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo thì với hương vị rất là thơm cũng như là dễ uống. Và nếu như các bạn muốn thay đổi hương vị một chút thì chúng ta cũng có thể là pha với đường hoặc là mật ong để thay đổi hương vị của chúng. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm này. Chỉ với giá 1 triệu đồng thôi, chúng ta đã sở hữu trong tay dòng sản phẩm Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo vô cùng tuyệt vời đến từ Hàn Quốc, không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định và phương thức thứ hai để đặt mua sản phẩm này, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.